Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn phần mềm quản lý cầm đồ, bắt hộ và vay lãi suất. Đầu tiên ta mở phần mềm lên, nhập mật khẩu của người sử dụng và bấm đăng nhập. Đây là giao diện trang chủ của phần mềm. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách là ẩn tổng cộng và hiển thị tổng cộng. Đấy. Đây là nếu các bạn bấm vào hệ thống và muốn hiển thị tổng cộng thì bạn bấm hiển thị, còn muốn ẩn thì mình bấm vào ẩn phần tổng cộng. Mình sẽ thêm chứng từ mới, bấm vào tạo mới, nhập thông tin khách hàng. Mình sẽ nhập khách hàng là số chứng minh nhân dân, số điện thoại. Mình cứ bấm enter và mình nhập địa chỉ như bình thường. Rồi xong đó mình bấm lưu. Sau đó mình sẽ bấm lưu. Đấy. Thì ở phần này mình sẽ lãi, thì mình sẽ chọn là lãi suất là theo ngày, theo tháng hay theo tuần. Đấy, nếu mà mình cửa hàng mình áp dụng là lãi tháng, hoặc là chứng từ này mình sẽ lãi tháng thì mình sẽ chọn nó lãi tháng. Rồi số tiền vay là 5 triệu. Khi mình gõ số tiền thì ở đây có dòng chữ đọc cái số tiền này ra để tránh trường hợp là mình gõ sai số. Đấy, ví dụ như 500.000 thì ở đây sẽ đọc là 500.000 đồng. Rồi xong rồi mình sẽ nhập 0 là 5 triệu đồng. Đấy, lãi suất tháng thì một tháng là mấy phần trăm, như 10% thì mình nhập 10%, còn 8% thì mình nhập 8%. Cái phần lãi này thì mình có thể là cài đặt mặc định, ví dụ như từ 1 đến 3 triệu là lãi bao nhiêu phần trăm, và từ 3 đến 5 thì bao nhiêu phần trăm. Thì khi mình gõ số tiền trên đây thì cái phần lãi này nó sẽ tự động nhảy theo. Mình không cần phải gõ lại cái số tiền lãi. Rồi thời hạn vay. Cái thời hạn vay thì thông thường là một tháng. Còn mình cửa hàng mình mà áp dụng cho bao nhiêu tháng thì mình sẽ gõ số tháng vào đây. Đấy. Và ví dụ như ở đây là vay 2 tháng. Nhưng mà 30 ngày thì đến đóng lãi một lần. 30 ngày đến đóng lãi một lần thì mình sẽ gõ là 30. Rồi. Mặt hàng cầm là cái gì? Ví dụ như là mình sẽ cầm điện thoại. Đấy, mình sẽ ghi là điện thoại. Đấy, iPhone. Xong. Rồi cái số IMEI, mình có thể nhập cái số IMEI này. Đấy, rồi password của cái điện thoại này. Rồi tình trạng là mới bao nhiêu phần trăm đó, ví dụ như là mới 90%. Những thông tin này thì mình có thể nhập và không cần phải nhập. Sau đó mình có cái phần chụp hình. Cái phần chụp hình này thì mình bấm vào, mình có thể chụp hình là cái điện thoại này hoặc là mình không cần chụp. Sau đó mình sẽ bấm lưu. Đấy, lưu thành công. Thì ở đây sẽ cái phần thông tin điện thoại sẽ hiển thị ở đây. Hiển thị mình cái chứng từ này mình cầm lúc mấy giờ và ngày nào. Thời gian cầm là 2 tháng, và kỳ lãi đóng thì sẽ từ ngày nào đến ngày nào, nó sẽ hiển thị đầy đủ ở đây. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn một phần là bắt hộ. Thì mình sẽ bấm thêm mới và nhập thông tin khách hàng. Còn số chứng minh nhân dân mình cũng có thể nhập vào 0. Rồi mình sẽ nhập số điện thoại. Những thông tin còn lại mình cũng nhập hoặc là không cần phải nhập. Xong đó mình sẽ bấm lưu. Nếu mà trường hợp bắt hộ thì mình sẽ check vào bắt hộ. Rồi số tiền là ví dụ như là 20 triệu, và tỷ lệ là 1:8 hay là bao nhiêu đây. Hoặc là 1:9 thì mình sẽ nhập vào đây.
Thì ở đây là cái số tiền mà mình đưa khách, hình như là 2 triệu thì ở đây số tiền mình đưa khách là 1,8 triệu. Và nếu mà bắt họ trong vòng 50 ngày thì mỗi ngày là 40 ngàn. 50 ngày mỗi ngày 40 ngàn. Và một ngày thì mình sẽ thu tiền một lần, hoặc là 5 ngày mình thu tiền một lần thì mình sẽ nhập xuống số ngày vào đây. Đó. Nhưng mà 5 ngày thì mình sẽ nhập 5 ngày. Và mình sẽ bấm lưu. Đấy. Thì mình muốn xem lại cái chi tiết của cái phần bắt hò này thì mình sẽ click đúp chuột lên đây. Đấy. Thì ở đây nó sẽ thì hiện là từ ngày nào đến ngày nào. Đó. Tỷ lệ này. Và số tiền bắt hò. Đây là số tiền phải đóng. Rồi số tiền đưa khách. Rồi bây giờ khi mình thu tiền bắt hò thì mình sẽ việc là check vào đóng là xong. Đấy. Mình chỉ việc check vào đóng là xong. Đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ thêm phần là đóng lãi. Thì đóng lãi ví như mình sẽ lấy khách hàng này luôn. Thì lãi thì phần lãi này mình sẽ có lãi trước hoặc là sau. Đấy. Nếu mình thu lãi trước thì mình check vào, còn thu lãi sau thì mình không còn phải check. Đó, mình sẽ ví dụ một phần là lãi trước này. Và mình sẽ vay là mình sẽ thu là lãi trước. Và ở đây là số tiền lãi phải đóng. Tiền lãi này thì mình sẽ thu luôn. Đấy. Và số tiền là 940.000 này là số tiền mình đưa khách. Đấy. Rồi. Xong đó mình sẽ bấm. À, mình cũng có thể nhập, mình nhập là ví dụ như cầm là xe máy xong nó số biển số đấy. Rồi loại xe gì như là ôi rồi người đứng tên này là ai đấy. Rồi xong đó mình sẽ bấm lưu. Thì khi mà nếu mà lái trước á, nếu mà lái trước thì cái phần mình vừa thu xong là ở đây cái lái đã đóng là sẽ có 60.000. Đấy, tức là mình sẽ thu luôn cái khoản lãi này. Đấy. Rồi, cái phần này thì mình sẽ có bổ sung thêm là cái phần chức năng tìm kiếm. Ví dụ như sẽ bây giờ mình sẽ ví dụ như chức năng tìm kiếm theo chứng từ này. Mình sẽ kiếm chứng từ số 9 đi. À, ngày 13 tháng 11 này năm 2018 này. Rồi chứng từ số 009. Đấy. Khi mà các bạn tìm đúng cái chứng từ này, thì phần mềm sẽ tự động load cái phần đóng lãi. Đây số tiền phải đóng lãi này. Các bạn chỉ việc bấm cập nhật là xong. Đấy. Đấy, rất đơn giản là như vậy. Cái mục tiếp theo là mục sẽ tìm kiếm là danh mục. Tìm kiếm danh mục thì các bạn chỉ cần việc là bấm vào xe máy này, điện thoại này. Đó, thì nó sẽ liệt kê ra những cái danh mục cho mình cần. Đó. Rồi. Mình sẽ còn phần tìm kiếm tên khách hàng. Đấy, ví dụ mình có thể tìm kiếm tên nam này. Thì những chứng từ nào mà có chữ nam, có chữ nam thì nó sẽ hiển thị đây hết. Mình phải như tìm kiếm tiếng khác thì nó cũng sẽ hiển thị hết là những cái tiếng khác ví như là tiếng này đó, hoặc là mình sẽ tìm kiếm theo số điện thoại này đó. Thì tất cả những cái khách hàng nào mà có những dữ liệu gần đúng như thế này nó sẽ liệt kê lại số dòng ra đây. Rồi cái tiếp theo là mình có thể kiểm tra hàng cầm. Ví dụ như là mình có thể kiểm tra là cái biển số xe. Ví dụ như mình có thể kiểm tra là BH, biển số là BH789 đấy. Đấy thì có BH789 này, BH789. Mình
sẽ kiểm tra là hoặc kiểm tra biển số này BH 789 đó, thì tất cả những cái chứng từ nào có cái dữ liệu gần đúng như thế này thì nó sẽ hiển thị ra. Hoặc mình cũng có thể là kiểm tra là tên hàng này, ở đây cần kiểm tra nếu mà cái dữ liệu mà bàn gõ này mà đúng thì nó sẽ báo một cái thông báo lên là cái biển số này là xe là biển số cầm số tiền và lãi suất. Hoặc cái thông tin này ở trong khi mà mình thêm khách hàng thì ở cái phần này tìm kiếm hàng cầm này đấy, mình cũng có thể tìm thấy nó ở đây đấy. Và nếu mình muốn sử dụng lại thì mình bấm vào check đấy, và khi mình chọn khách hàng xong thì mình sẽ bấm lại chọn khách hàng ở đây, thì nó sẽ đưa cái dữ liệu này về ở bên cái bảng mà mình thêm chứng từ đấy, rất thuận tiện. Nhưng mình sẽ nhập vào BH đấy. Hoặc là mình có thể tìm kiếm là 654 có không? Đúng rồi. Đấy, mình sẽ tìm kiếm cái ô này thì tất cả những cái dữ liệu nào mà gần đúng thì nó sẽ liệt kê ra đây cho mình biết. Phần mình đi vào cái phần mà phần báo cáo. Báo cáo thì mình sẽ biết được báo cáo chi tiết đóng lãi này, nhưng ngày hôm nay là khách hàng nào đóng lãi, mặt hàng cầm là cái gì và số tiền lãi mình thu được là bao nhiêu. Tiếp theo là mục thu bắt họ cũng vậy, thu bắt họ thì tiền khách trả là bao nhiêu và ngày nào, thì thời gian tìm kiếm thì từ ngày đến ngày, bạn có thể tìm là theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc theo năm, hoặc từ một ngày nào đó đến ngày nào đó thì các bạn có thể từ chọn. Tiếp theo là mặt hàng thanh lý. Cái mặt hàng thanh lý này thì nó sẽ liệt kê ra là những cái hàng mà đang chờ thanh lý, ví dụ như khách lâu rồi không có tới nhận thì mình sẽ chuyển sang là cái hàng chờ thanh lý, chuyển sang cái hàng chờ thanh lý, đến khi nào mà khách đến thì mình sẽ thanh lý cái mặt hàng đó. Và khi thanh lý xong thì cái phần thanh lý đó nó tự động vào báo cáo của doanh thu. Đây là cái phần báo cáo tổng hợp nhanh. Ví dụ như hàng ngày ấy thì mình có thể là nhập vốn. Ví dụ như hôm nay là mình sẽ nhập vốn vào 100 triệu để hoạt động trong ngày. Đó, nhập vốn. Xong đó mình sẽ bấm lưu. Rồi, đấy là cái vốn mà mình nhập trong ngày, là mình thu lãi được bao nhiêu, rồi thu bắt họ bao nhiêu. Rồi cái số tiền mà mình đưa khách để cho bắt họ hoặc là cho khách cầm đồ, đấy, khách cầm thêm, nó sẽ hiển thị ở đây. Và đây là cái số tiền hiện tại trong quỹ của mình. Đấy, hiện tại trong quỹ của mình còn nhiêu đây. Thì khi cái số tiền này nó qua ngày mai thì nó sẽ tự động đưa vào là đầu kỳ của ngày hôm sau. Đấy, ví dụ như mình sẽ chọn là ngày 14 này. Đấy, thì cái số tiền này nó sẽ là đầu kỳ của ngày mới. Đấy. Còn khi mình xem báo cáo thì mình có thể xem từ ngày 1 cho đến ngày hôm nay, mình xem đầu tháng. Thì ví dụ tổng nhập vốn là bao nhiêu, tổng xuất vốn là bao nhiêu, thì cái số tiền này là số tiền quỹ còn lại hiện tại trong két của mình. Đây là mình có hai cái nút là lãi đến hạn và nợ đến hạn. Lãi đến hạn tức là những cái lãi mà trong từ ngày cầm cho đến ngày này nó sẽ phân ra thành nhiều kỳ để đóng lãi, thì khi mà mình ở đây thì nó sẽ là báo là lãi đến ngày này. Đó. Và nợ đến hạn tức là từ ngày cầm cho tới là ngày hết hạn hợp đồng. Đấy, thì ngày hết hạn là 30 ngày, thì trong cái khoảng thời gian này nếu mà có chứng từ quá cái thời gian này thì phần mềm sẽ báo cho mình biết. Đấy. Ví dụ như cái lãi mà đến hạn này đó, đến hạn phải đóng, thì phần mềm sẽ báo màu lên cho mình biết. Đó. Đây là những cái
cái phần mà đã đến hạn phải đóng lại. Đến hạn phải đóng lại thì nó sẽ phần mềm sẽ tự động báo. Đấy. Rồi phần mềm còn hỗ trợ là phần gửi tin nhắn nhắc lại. Đó, mình sẽ gửi tin nhắn, một tin nhắn là nhắc lại là đã đến, nhắc cho khách hàng đó để biết là lãi đã đến hạn phải đóng. Đấy.